Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào Susu Family. Ngày hôm nay thì Subin có một công việc phải đi ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng mà trước khi đi thì Subin muốn làm một cái clip để show cho mọi người xem là mình hay mang cái gì theo người á. Nên là hôm nay chúng ta sẽ làm một tour khám phá chiếc túi này nhá. Let's go. Thì món đầu tiên, chiếc tai nghe AirPods. Đây là món mà không thể thiếu khi mà Subin đi ra ngoài, bởi vì Subin muốn nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Món thứ hai là gì ta? Đây, một chiếc iPad. Đây thì mình note những cái thứ mà quan trọng trước khi mình present một cái buổi họp nào đấy. Còn tiếp theo, một chiếc ví. Đây, trong này thì mình có để thẻ này. Kiểu như thế này. Thôi. Rồi, tiếp. Tại vì là Subin bị xoang, lúc nào cũng phải cần có một cái chai xịt mũi như này. Đi máy bay ấy, mình đáp là hay bị nghẹt mũi ở cái việc thay đổi thời tiết, là làm mình bị nghẹt mũi rất là nhiều và mình chỉ sợ mình không hát được với cái việc mà cái giọng của mình nó bị nghẹt, nên là cho nên lúc nào phải có một lọ thuốc xịt mũi. Khổ lắm, ai mà bị xoang thì mọi người hiểu ha. Ngày xưa thì Subin bị cận rất nặng, khoảng 5 độ rưỡi, 6 độ ấy, thì mẹ của Subin có cho Subin đi mổ mắt. Thì cái hiện trạng của Subin lúc đấy là mắt rất là yếu. Thế nên là về sau này khi mà đi chụp hay đi quay ở ngoài trời á, thì mình thường là bị không mở được mắt ra, là rất là yếu. Nên là mình phải nhỏ mắt thường xuyên để tăng cái độ ẩm. Theo con gì nào? Ôi, đây, thực sự là mình rất là thích nước hoa, rất là thích mùi hương. Và nước hoa là một cái món mà must have trong túi của Subin lúc mà mình đi ra ngoài. Trong số tất cả những cái loại mùi hương thì Subin thích kiểu nó hơi sweet một chút, kiểu ngọt ngọt. Và mình không thích kiểu mùi lạnh quá hay là mùi kiểu the quá. Đây, cái này là cái mà mình cũng hay mang theo để ngậm chơi chơi ấy. Và cũng để trước khi diễn thì mình ngậm để cho nó thông họng, trước khi thu âm cũng vậy. Thì mình cũng không biết là mọi người hay ngậm kẹo gì thì có thể comment gợi ý cho Subin nhá. Rồi, xem còn gì ta. Và vật cuối cùng thì mình nghĩ là anh đàn ông nào cũng có thôi. Một chiếc kính, một cái hộp kính và một chiếc kính mắt. Cũng để nói về cái việc là mắt mình yếu khi mà đi ra ngoài nắng và cũng cần được bảo vệ, nên là một chiếc sunglass sẽ là một sự lựa chọn must have của Subin trong mọi ngày luôn, everyday luôn. À quên. Còn một món đồ nữa mà món đồ này nó bị một cái là nó hơi tốn tiền và hơi tốn thời gian để chăm sóc. Nope. Vì nó rất là đặc biệt. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là Simba. Đây là con trai mình. Đó, con trai mình mới được có 4 tháng. Và Simba là thường là đi thì cũng rất là nhớ nó, nhưng mà cho đi thì không đi được tại vì con đang còn bé quá. Và đấy là tất cả những gì mà Subin muốn cho mọi người xem. Thank you mọi người. Cheers.